Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Bé Sushi và Mẹ. Trước tiên mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật an lành và hạnh phúc. Hôm nay là ngày Chủ nhật nè, mẹ Sushi cùng chị Hai và mấy đứa nhỏ vào trong chùa để lễ Phật. Đây là ngôi chùa Lộc Phú gần nơi của mẹ Sushi ở Lộc Phú, Lộc Hiệp, Bình Phước đó các bạn. Ngôi chùa này là tuy là còn hơi nhỏ, không có bằng những cái ngôi chùa khác, nhưng mà nơi này thật là yên bình và thanh tịnh. Đây là hồ sen nè các bạn. Các bạn thấy hồ sen này nó nhỏ nhưng mà nó đẹp không? Đừng có hái sen nha con ơi. Đừng hái. Búp sen. Búp sen mẹ. Ơi. Đó là nụ sen. Nụ sen á là chắc nó hàng hoa ở chị. Ở bên kia cũng có một cái nụ kìa. Đây. Bên đây nè. Để mình đi một vòng cảnh chùa cho các bạn xem nha. Ở đây sư cô rất là thích trồng hoa. Sư cô trồng nhiều hoa lắm. Ở đâu đâu cũng có hoa, cũng có chậu hoa, chậu kiển hết. Các bạn thấy không? Ơi. Con uống nước hả? Dạ. Hoa móng tay. Hoa huệ nữa nè các bạn. Đây là cây hoa hồng. Còn cái cây này là cây tùng hả các bạn? Mình không biết cái tên của cây này. Ở đây sư cô trồng được cẩm tú cầu luôn nè các bạn. Cẩm tú cầu thì thường trồng ở Đà Lạt, ở những nơi xứ lạnh á, thì cẩm tú cầu nở rất là đẹp luôn. Ở đây sư cô cũng trồng được luôn. Hoa nở không có bự như ở Đà Lạt nhưng mà cũng vẫn nở. Ở nơi mình là xứ nóng á các bạn. Ở Bình Phước là xứ nóng mà. Còn cái hoa này là hoa gì thì mình cũng không biết tên luôn. Mình không có rành nhiều loại tên của hoa lắm. Còn cái này là hoa cúc nè phải không các bạn? Này hoa cúc nè. Về một nữa. Sư phụ không biết mình vô hả? Mẹ to là bên này sushi mới to. Trời cây nha đam trồng trong to, chậu mà mẹ, to quá chị ha. Bên này mới gặp sư phụ á. Bẹ bự 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 không nè. Ừ đúng rồi, sư phụ. Vậy vậy ha. Ừ. Mình trồng phân bón chị. Một cái am ở trong máy đó luôn. À am ở trong số nên chưa hướng nữa. Nhiều lắm chứ không thì lấy về sống của mình á. Trồng nha đam quá trời luôn chị ha. Trồng rau thơm á sao nữa rồi đem ngoài đổi. À nha đam này nấu nước uống rất là mát luôn. Rồi đổi thức ăn về ăn. Sư phụ kìa chị. Chị sư phụ. Ừ. Ừ.
Con chào sư phụ. Đó, nãy giờ vô giờ mới thấy sư phụ. Ba. Con chụp hình, con coi phim. Đi theo sư phụ xuống phía sau của chùa. Ở đây có cái bảng dạy học, sư cô ở đây dạy chữ Hán đó các bạn. Ở đây lại có hoa nữa nè các bạn. Ở đằng kia là sư phụ trồng lan. Quá trời lan luôn. Mình rất là yêu lan luôn á. Đẹp quá à. Trồng trong cây nữa nè. Ở đây là phía sau nhà nè, có cây chanh nữa nè. Ở phía sau này toàn là trồng cây ăn trái. Cô đi hái mấy búp sen cho tụi. Quý lắm đó nha. Nè, bữa đó nó tốt mình mịt luôn. Xong cái thấy tốt nhiều quá mà nó lá vàng nó cắt bớt hết. Trời ơi, nhìn đã quá đã. Ở đây cô trồng cái gì cũng tốt hết trơn. Vô đây mát, muốn không muốn về. Giờ đây con muốn nằm. Cái cây con để xuống. Trời ơi, quý quá quá trời luôn ha. Sư cô đem hái búp sen lại cho ăn. Thì bánh bao cô đem ra là cô mới hấp. Bánh bao này nhà tự làm, cô tự làm à, nhà chùa tự làm thì cô làm á. Khó quá quá. Đã rồi. Sen hút ra hoài liên tục á. Nghe mẹ ăn rồi. Nãy giờ có một búp mà nãy giờ chưa xong nữa. Ba búp rồi cô ơi, ba búp hết rồi. Thôi được rồi. Nó nhai hồi tao đánh. Toàn là nguyên gia đình mình luôn nè. Đánh bà nhớ mà. Con ăn đi nó ba không ăn. Vậy, hứa cho nó đi chùa. Mà bà nhai từ sáng sớm luôn, khách vô mua đồ mà bà cứ bắt mặt có bộ đồ này vô cho bà. Sư cô mới đem lên xúc mấy khúc mía nữa nè. Cũng tắm nhà con. Trời ăn quá. Nhà con. Ừ, thì lúc đó 15 tháng 14, 15 tháng 14. Ờ, vậy hả? Nhà con ngày 14. Vô chùa, vô chùa sư cô đãi. Bên Ngọc Mỹ làm. Con mời bạn con qua bên Ngọc Mỹ tự làm. Ôi, qua đồng thì các bạn. Ngọc Mỹ là đồ ăn mặn, Đồng Lan đồ ăn ngọt không ạ? À? Em gì có đồ ăn ngọt, lẩu, tùm lum lên tùm lum mà. Nhưng mà người ta có tổ chức. Làm em rồi. Dạ. 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 À quên mất. Sen nhà trồng. Có tầm... à, cô trồng. Cô trồng. Có tầm sen. Tầm sen á, ăn ngọt lắm. Gì, tầm sen ăn ngọt hả? Không phải, để lá bụi. Mà trời ơi chị. Trời ơi tội ghê, mất công rửa chị ơi. Trời ơi, cứ uống đi, nó mít đi uống thôi. Uống rồi rửa cứ vô. Tuy đầy dưới nè, uống cá vô. Uống đường chơi trong cà lá rồi nó. Trời ơi, gì tùm lum hết trời. Để cứ uống đi. Thôi khỏi đi Khương, thôi khỏi đi Khương. Cái bữa cúng Phật mà hôm nay nó héo lâu rồi. Cái trời, tôi cho ăn đủ thứ rồi, giờ tôi con quậy cô rồi. Thôi tụi con vô tụi con quậy cô ơi. Cái gì vậy? Con ăn này nè, nó ba lột cho. Đó, chấm muối ăn đó hả con?
Đúng luôn. Không. Trời ơi. Trời ơi, con ăn gì vậy? Phải lật vỏ bóc vỏ ra mới ăn được này. Nè. Bỏ chưa? Bỏ cái này đó đúng không? Ngon chưa? Nè. Ai bỏ biết làm đâu, em biết làm. Mày kiếm gì? Ba này ok chưa? Cô ăn hoài luôn. Ăn hoài luôn. Lợi hả? Cô làm anh lợi hơn rồi. Mua. Mà các bạn ăn với mình nha. Mình làm bánh bao chay thôi. Làm chừng 150.000 hoặc 100.000. Ngon quá cô ơi. Tất cả các chị Hà ăn các loại luôn á. Còn mình mua thì 5.000 miếng thì 100.000 thì bao nhiêu đó. Dạ, là không có đủ. Dạ. Chị Hà ăn đi chị. Ngon. Cô, cái mình đậu hũ á cô, mà mình làm mà cái dạng như mình làm bì á, bì bún rồi này kia cũng ngon hơn ha. Nhưng mà mình nấu ở bún riêu á, xong mình xong mình tự xay ra mình làm ngon lắm. Lời đó. Ở con biết làm gì? Bì á, bì chay á. Bì chay làm bằng cái gì ta? Sắn. Bún tàu. Bún tàu. Con làm bún tàu. Bún tàu nhiều ở chỗ làm bé bánh mì á. Đúng rồi, thấy tội ghê á. Lâu lâu mà có chút dưới là con hay mua mấy bịch. Cứ con bên gặp sư và sư mời là con mua mấy bịch về. Như vậy đó, là ở gần chùa sư cô dưới Đồng Nai nha. Chùa đó cũng ít người tới á. Nên nó làm đồ chay ra chợ bán. Bên đây quên. Vậy đó cô. Quên lộn tất cả. Cái đứa nào tên cũng giống nhau mà. Hay được cái chùa gì đó. Chứ bây giờ thì ví dụ như có nhiều Phật tử tới cúng dường á thì mình mới làm việc trong chùa được, còn không thì mình phải tự tăng gia sản xuất để mình kiếm thêm, chứ không thôi bản thân mình có dạ đủ để làm. Như chùa mình là ít ít Phật tử hơn là cái chùa Hiệp Quyết đúng không cô? Nó chưa tại lúc trước thì trên chùa cả hai chùa hoặc là con đi chùa Hiệp Quyết nhiều hơn đây, nhưng mà hai năm nay á chứ còn nếu mà nhỏ nhiều quá là sư cô cũng bức cho nó nhỏ nuôi cái cây thân lớn. Sư cô đang nhổ cây con nha đam để cho nhà mình đó các bạn. Xin có một cây thôi mà cô cứ đi nhổ. Ra đi chị không? Bởi vậy mình hồi nãy con hỏi nó cái giống. Ơ nhỏ hơn cô. Cây lớn đi chị cần. Tại vì cái một cây, nếu mình sư cô trồng á là sư cô chăm nó nhanh hơn cô. Tại vì tưới nó được nắng hơn á. Dạ. Này có nắng. Rồi được rồi cô. Đã luôn. Rồi thực sự là không không mấy cây con hả? Dạ, thì tại cô cho con rồi. Cây con mà sư cô cũng bỏ rồi. Dạ, bỏ cho con. Nhổ nhấp sư cô cũng bỏ nhổ nhấp nha. Dạ, bỏ tại vì cô cứ bẻ vậy con ngại hết trời luôn. Cái tại vì biết sao? Không có nhổ nó là nó không có nuôi được cái cây thì mình cơm để cho nó. Vậy luôn hả cho. Nó mút ruột luôn. Mở ra vô là nó mút ruột thì cái đây đó nó rồng. Cô cho nào nha đam rồi là nhổ nha đam. Cô cho hai củ sắn nha. Rồi một bịch mía nữa. Dạ hồi sáng này là cho con bún riêu. Trời ba nấu ngon ghê luôn á. Con làm một cái tô bự như vậy nè. Về chia làm ba người á, hình như là đem. Thôi được rồi cô ơi, sao cô cho nhiều lắm. Chắc về quá chị Hà ơi. Ở đây hơi cô đem cô cho hết trơn. Cô vô cô cho tùm lum á. Nhiều đâu đó. Tự nhiên mà. Không có gì đâu ngại. Chứ ngại chứ trời ơi. Vô đây ngồi hết cái chùa luôn á. Có đâu ngại. Nè, cô cho hai bịch này nè rồi còn hơi còn bịch mía rồi kia nữa kìa. Mía hổm á, sư cô trồng mía nhiều lắm. Rồi chặt đến nỗi mà chặt bỏ chứ. Trời ơi, tội nghiệp cô á. Đó, hai bịch luôn nè các bạn. Cấp đó rồi nó không có học á. Dạ. Mọi người tự đem về. Về luôn hả? Không nhổ cây ấy hả? Mấy giờ rồi? Cây chôm chôm nè các bạn. Cây
này ớ quên cây nhãn chứ, cây chôm chôm chứ hả, cây chôm 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 chưa chưa có trái, nó đang đang có bông ơi sư cô, đang có bông này, bông này đợt hai nè cô. Mấy cái này xong bữa hổm mới có chút xíu mà nay nó bự nhanh rồi hết luôn, cũng mới trồng nữa đó. Dạ. Buổi chiều đây vui. Tối đọc kinh cũng vui lắm, cũng lâu lắm mà hôm là môi chạy gần chết luôn. Đang đọc kinh giống chạy. Mấy cô đứng dậy chạy về. Dạ. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, mình tạm dừng video ở đây để đi về thôi. Chúc tất cả các bạn một buổi chiều thật ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Nếu như mà xem thích video của mình thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới hơn. Còn bây giờ xin tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.